Đi nào. Móc méo vỡ màn. Nhưng con này thấy lẻ mà tính 1.3 này, màn 2.5 là bộ vỏ, nếu mà thấy lẻ thì hơn 7 triệu, 8 triệu. Cả bộ vỏ. Ở cứng nữa không ổn. Anh đều ổn nhỉ? Đều cứng nhỉ anh? Được rồi, đúng rồi. Mình thử ổn cứng rồi. Không, bên này không ảnh hưởng đâu, nó không bị cong nhiều, con này nó bảo vệ chắc lắm. Nó chỉ bị đứt mấy cái này nè. Kiểm tra rồi. Ừ, khá mạnh. Hai cái. Còn cái nữa. Cái kia bét hơn, chưa cầm gì. Trời ơi. Thế mà cái ảnh đâu Sơn ơi? Con kia là coi mấy anh? Cái Sơn. Con Sơn ơi. Có hai đi đầu đúng không? Có hai đi đầu đúng không? Sơn. Con này em Sơn không nhỉ? Cái gì anh? Tôi biết vào cạnh đâu à? Cái lục ra. Cái vỏ ở đây là một bộ 2 triệu. Không phải. Hai con này khung nó rất nhau rồi. Tôi khác được, bạn chơi khác đi. Đưa anh em rồi. Có thấy đâu? Có thấy không? Chỗ nào em? Chỗ không ơi, chắc mà lấy đi khó mà không lấy ra lấy em cũng biết rồi à. Em đẩn lên nhau. Anh em thu dọn nó đâu không? Kiếm cái hai cạnh này. Thôi được chưa anh? Ổ con này bây giờ tăng lên độ cổ bao nhiêu nhỉ? 1 TB rồi nè. Bao nhiêu? 1 TB rồi. 1 TB rồi. 2.1 rồi. Nó lắp ổ SSD thôi. Nó lắp ổ SSD thường nó pin bị cong không? Cong vỏ phồng. Pin không? Sửa. Này. Bong nước cái này thì wifi không được không? Có. Không được gì. Có ngay. Có gì nó bong cả chân đấy không ạ? Máy không có gì mà lại. Sao nó lại bong được cái này nhỉ? Đập một cong vênh hẳn. Không cần nhổ cái đi, thay cái khác mà. Mình có nhiều cái gì mà mất hết cả chân đây này. Chân ơi, cái lục lăng em ơi. Sơn ơi. Lục lăng chỗ đấy đây. À, được. Chuẩn bị hết cho anh làm gì nữa. Thank you. Như vì anh vừa nói đã được ghi lại là đồng tính tới đây. Có được không? Sao em ơi? Anh mà thôi, tại vì chip bây giờ anh đang lắp cho con i5 trong máy ấy, em lấy tiếp tiền khách thì bao nhiêu thì khác nhá. Đấy là anh em anh bù trừ hết rồi đấy. Con máy của nó là i3 thôi, còn bây giờ cái con chip mà của nó chết thay vào nó là i5 em ạ. Mà thôi là anh bù là hai anh em đều lỗ, là anh lỗ đấy khoảng 5 lít đấy. Đây anh ạ. Rồi em mang luôn rồi đấy nhá. Thank you.
ơi, cái men của con đi làm không tháo ra đâu nhỉ? Con này này, con ngầm nước đi. Yên cái men đâu rồi? Làm gì? Xem cửa hàng cái này. À làm sao được, nó bong hết cả chân cửa hàng. Thay cái chân đi. Thay làm sao được, nó bong hết cả chân mạch. Bong chân men chứ có phải là bong cái chân kia đâu. Mên lắm mên củ nhỉ? Bao nhiêu mên củ? Là mên mát là đúng là mên mát. Mát cho mi 7 á. Mên 7. Về cái này mên. Cái đấy là mên kìm. Đây không chưa? Không có cả cái tân nguyện. Đấy cái này. Hai mơ giống nhau ạ. Anh nói cắt mà nó một mát thì cắt đây nào. Có cái menu đó rồi không? Cái con ba chuẩn còn nó cả cái tần nhiệt đấy, đấy đúng không? Đấy đây là phần bản thân của anh. Hôm nay thì ngủ quên để trời mưa nó hát được cả xô nước vào, thôi anh đổi cái đi làm rồi nó còn lại bị cháy mất cái cổng ngoài rồi. Chính cái vỏ mà bị thay cho anh. Thank you, Ron.